biểu diễn thứ hai câu lạc bộ dân vũ Thôn Nà, biểu diễn thứ ba câu lạc bộ dân vũ Vui Khỏe Thôn An Bảo. Sau phần biểu diễn của câu lạc bộ sau Thôn Nà mà câu lạc bộ dân vũ Thôn Trung Hiệp, sau Thôn Trung Hiệp là Thôn Lê Lợi, sau buổi biểu diễn của Thôn Lê Lợi là câu lạc bộ văn nghệ chơi hội người cao tuổi Thôn An Bảo, và cuối cùng của vòng 1 là câu lạc bộ chơi hội phụ nữ Thôn An Bảo. Và trước khi vào biểu diễn, ban tổ chức đề nghị các đội cử người trực tiếp tiếp cận khu vực âm thanh để chủ động phần âm nhạc. Và sau đây, chương trình giao lưu văn nghệ sân vũ tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới Thôn An Bảo năm 2023 sẽ phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình là bài múa Nông Thôn Đổi Mới, có phần biểu diễn của các hạt nhân văn nghệ câu lạc bộ phụ nữ Thôn An Bảo. Kính mời quý vị và con cùng đón xem.